Mô ơi, con có ở nhà không? Dạ con trong đây bà Năm ơi. Con ở trong này mà sao em bé khóc um sùm vậy? Dạ, trời ơi con cũng biết bà Năm ơi. Sao vậy, chắc là con nhỏ khát sữa phải không? Dạ, con... Con đang cho em uống sữa hả? Dạ. Nhớ đút từ từ thôi. Muỗng nhỏ nhỏ để ngay cái đầu môi cho nó nuốt từ từ vô. Dạ. Cái đầu đừng có ngã quá, em nó bị sặc đó. Ồ, rồi giỏi, giỏi quá nè. Con cho nó uống xong rồi một hồi nó no là nó ngủ liền hà. Dạ. Mà khi em ngủ rồi đó, con phải quấn cho nó thiệt kỹ nha. Nó khỏi giật mình thì nó sẽ ngủ lâu. Dạ. Chịu rồi đó con. Dạ, chịu rồi. Ừ. Tao nói dì Năm đi đám bên bà Lành đó, sốt ruột quá đi. Không biết con ở bên đây lay quay làm sao với đứa nhỏ. Thành ra dì Năm mới qua đây nè. Dạ, khóc quá bà Năm ơi. Con đi pha sữa nấu nước mà không kịp luôn á. Mà cũng hên ghê chứ, con cũng cho ăn kịp thời, chứ thôi để con nhỏ khóc khàn tiếng luôn á. Mua tại quá, chú mua xin lỗi con nghe. Mà ông bà ta cũng có nói, một giọt máu đào thì hơn ao nước lã. Cũng là con cháu nhà họ, nhưng mà sao họ lạnh lòng quá à? Bà Năm nói ai bà Năm? Thì nhà khoản, chứ còn ai vô đây nữa. Chỉ tội cho bà Lành với con Loan phải chịu khổ có một đời. Thì bà Năm nói với con, nếu mình sống hiền lành đàng hoàng thì trời Phật thương, trời Phật phù hộ. Ừ. Cô Loan hiền mà, chắc trời Phật cũng phù hộ cô thôi. Ừ. Đành rằng là con tốt bụng thiệt đó. Nhưng mà con một thân một mình như vậy nè, làm sao mà nuôi nổi một đứa nhỏ chưa rụng rúng chứ. Lỡ có mệnh hệ nào thì ân hận cả đời đó con. Mô nè, hay là con đem con bé qua bển trả cho người ta đi con. Dù gì đi nữa thì cũng con cháu họ, họ không có hại nó đâu. Con đâu có muốn nhận bà Năm, mà ông Khoảng không dí nhỏ vào tay con. Trời, con không ôm lại sợ đớt đất. Mà cũng tội cho con nhỏ nữa, mới mở mắt chào đời là phải chịu gánh biết bao nhiêu là nghịch cảnh. Con à, dì Năm nói này nghe nè. Dì Năm nghĩ để chờ ma chay xong xuôi rồi con ẵm con nhỏ qua bển nói với người ta một tiếng đi con. Dạ bà Năm, để con coi coi sao.